Thôi, những cái dòng diatom này em bỏ đi, em mang em làm gân lên về cho các bác dễ bán, về các bác đỡ phải làm bao gân cho các bác luôn cho nó ngon. Cái gân này này, nó gân nó cứng đơ, nghe nó chán lắm, nên là mình bảo thôi đi thay đi chứ để về các bác nghe nó buồn lắm đấy. Thì em thay cho bác cái gân này rồi, còn lại thì chả có gì nữa, quá đẹp, ok rồi đấy. Còn đôi diatom DS32BMK2 đây. Đấy. Làm gân đi thì tiếng trầm của nó thì nghe nó cực sướng luôn. Đôi này rất nặng luôn nhá. Đôi này của nó thì bát này nó tầm bát 22 luôn nhá. Cho nghe này. Đấy, nó to nghe nó sướng luôn. Đấy, nghe bát cực sướng luôn. Đôi này là cực kỳ hợp lý luôn. Nếu mà các bác chơi gia đình mà muốn không nó quá to đấy, mà chất âm của nó vẫn khủng đấy, không quá to nhưng chất âm vẫn là chất luôn nhá, chất âm mở vẫn to. Nhưng mà về kích thước thì không bao giờ to, nhưng mà về chất âm thì không hề nhỏ, nghe hay. Đây, cho xem kích thước nhá. Kích thước này cao của nó chỉ có 61 thôi đấy. Chiều sâu con này của nó là 32 đấy. Chiều ngang con này của nó cũng là 32 đấy. Nếu mà để cho các bác chơi thì hợp lý, nhỏ gọn, chất âm khủng đấy, nghe hay đấy. Cặp này thì đang để cho bác giá là 3.4 củ đấy, là đã bao gân cho bác đây, cái gân này này nhá, đẹp của gì luôn này, em làm gân đẹp cho các bác luôn nhá, không phải gân vớ vẩn đâu đấy, mà chất âm của nó thì siêu hay luôn rồi, không có gì phải nghĩ luôn. Đây, 3.4 củ thôi nhá, chất âm sáng hay không chê luôn. Đấy, xin chào tất cả các bác nhá. Đấy, nhỏ gọn, đẹp, hợp lý quá nhá. Giá 3.4 triệu. Nhỏ gọn, hợp lý, chất âm hay. Đấy, chơi gia đình hợp lý, ok luôn. À, ra đẹp xuất sắc luôn. Chất âm thì khủng luôn. 80W, 6 ohm 80W, mắc 80W. Đẹp, nhỏ, gọn, hợp lý. Đấy, chất âm hay. Đủ hết tất cả các tiêu chí cho các bác luôn. Chơi gia đình, hợp. Đấy, giá 3.4 triệu. Cũng giá cũng hợp lý cho các bác luôn. Đủ tất cả các tiêu chí cho các bác luôn. Để các bác chơi gia đình luôn. Mã này là mã số 538. Đấy, bác nào ưng thì alo cho em nhé. 538 nhé. Diatom DS32BMK2. Đấy, bác yên tâm đi, bao giờ em cũng để cho bác cái giá hợp lý nhất so với thị trường, thấp nhất là phải 800-900 triệu so với giá trị hiện tại, có khi phải đến 2 củ 3 củ một đôi luôn. Đấy, đôi này thì hôm nọ thì nói thật các bác là nghe nó buồn lắm, tại vì sao, cái gân thì nó cứng này, em định để zin bán cho bác, nhưng mà thôi nghĩ đi nghĩ lại để zin không bán được, vì cái gân nghe nó chán lắm, gân nó cứng, nó anh không có tiếng bát đấy, nói thật các bác, vì gân nó chết rồi.
Thế nên là em mới bảo là thôi em mang cái lòng Diatone này em mang đi em làm gân cho bác về có chơi cho nó dễ. Đấy. Mà cũng vẫn bao giá cho bác cũng hợp lý, nghĩa là giá nguyên như vậy luôn nhưng mà bao gân cho bác cho nó ok. Đấy, cao rộng sâu cơ. À, sâu 32, ngang 32, cao 61. Đấy, nghĩa là chiều ngang với chiều sâu là như nhau, 32, 32. Còn cao là 61. Đấy, hợp lý thôi. Con này chắc chắn cực kỳ luôn, nặng lắm. 3 củ 4 mà nghe nó sướng lắm. Nói chung là đủ tất cả các tiêu chí cho bác luôn đấy. Hợp lý luôn đấy. Rồi vừa giá cả cho đến kích thước cho đến chất âm. Không có gì phải chê được luôn. Đấy, mà nặng cực kỳ luôn nhá, không nhẹ đâu. Đây, mà thành nách loa liếc cũng đẹp. Còn lại những cái vết sức nhẹ thì về các bác có thể đánh nhi đấy. Có những cái đánh đi cho nó bóng ngang mủng một thứ là ok thôi. Đẹp con này. Đôi 32B MK2. Đấy, các bác xem like thì cho em xin một like nhé. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Có đấy của nó thì em đo thì nó bắt 22. 22. Nếu mà các bác thích hợp lý hơn là chơi phòng hoặc là chơi chung cư hoặc là chơi